Chùa Đậu có thêm một cái tên là Thành Đạo Tự ở làng Gia Phú, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Hà Nội. Lịch sử của ngôi chùa này có các đời vua chúa, các triều đại tới đây để cúng cho quốc thái dân an. Theo lịch sử ghi dấu thì ngôi chùa này được xây dựng từ thời Sĩ Nhiếp năm 210 thế kỷ thứ 3, tức là cho tới nay là đã gần 2000 năm lẻ. Nói về Thân Xá Lợi, trên thế giới có rất nhiều. Ở Việt Nam thì có vua Trần Nhân Tông, ông cũng xuất gia tại núi Yên Tử. Và nơi đây còn lưu trữ lại hai bức tượng rất là đặc biệt. Khi các nhà khoa học dùng công nghệ hiện đại để quét và phát hiện ra bên trong bức tượng một phần xương còn nguyên, chưa có can thiệp y khoa, đó chính là nhục thân của hai vị thiền sư. Nếu như nhìn kỹ, bạn sẽ thấy hai bức tượng cực kỳ sống động, rất có hồn, như là một người thật đang ngồi đó đã gần 300 năm, nhưng hiện tại thì vẫn còn rất là nguyên vẹn. Cách nay hơn 300 năm lẻ, có hai chú cháu ở làng Gia Phú. Chú tên là Vũ Khắc Minh, cháu là Vũ Khắc Trường, đều tu tại ngôi chùa này. Và cả hai thiền sư đều để lại nhục thân. Theo Phật giáo thì đây là sự minh chứng cho cái sự tu hành đắc đạo của các thiền sư. Khi các thiền sư tu hành đắc đạo thì đặc biệt là hai thiền sư là tu theo pháp môn thiền định. Và khi các ngài đã đạt đến cái định tối cao của định thì các ngài có một cái ngọn lửa gọi là ngọn lửa tam muội, hay còn gọi lửa là ngọn lửa quyền năng. Các ngài dùng chính cái ngọn lửa này, cái ngọn lửa định này để tự thiêu cái thân mình. Và cho và đến hết 100 ngày thì cái thân này đã trở thành cái thân bất hoại, kim cương bất hoại. Và nhà Phật gọi đây là xá lợi. Và cho đến nay thì trường hợp xá lợi này tồn tại đến chùa Đậu đã gần 400 năm. Có một câu chuyện kể như thế này. Sau khi thiền sư Vũ Khắc Minh tu hành 100 ngày trong am thất và diêm tịch, ngài để lại toàn thân xá lợi. Và đệ tử của ngài là thiền sư Vũ Khắc Trường tu hành theo pháp môn của sư phụ mình. Gần 10 năm sau, khi biết số phận của mình sắp theo sư phụ mình, thiền sư Vũ Khắc Trường có chuyện dạy lại cho các đệ tử của mình, rồi vào trong am đóng cửa tu hành. Mỗi ngày thiền sư không ăn uống gì, chỉ tụng kinh gõ mõ. Suốt 3 tháng 10 ngày, ngài đã để lại nhục thân xá lợi như sư phụ của mình. Thiền sư nói với các đệ tử của mình: ta vào trong am tu luyện, sau 3 tháng 10 ngày nếu không nghe thấy tiếng gõ mõ, các con có thể mở am ra. Nếu thấy mùi thơm thì bả sơn vào sát, còn nếu thấy mùi hôi thì đắp vào am luôn cho thành mồ. Và khi các đệ tử mở am theo lời dặn của thầy thì sát không có mùi hôi và có mùi thơm, cho nên các đệ tử đã làm theo ý nguyện của thầy cho đến ngày hôm nay. Cổng vào như thế này người ta gọi là cổng tam quan, vì có hai cổng hai bên và một cái cổng chính ở giữa rất là lớn. Kiến trúc chạm khắc ở trong ngôi chùa nhìn rất là đẹp và tỉ mỉ, nhìn hình tượng như là mây, hoa và rồng. Người ta hay đổi cái này là rồng vào mây. Chính giữa của ngôi chùa là một tượng Phật A Di Đà rất là lớn, uy nghiêm. Xung quanh ngôi chùa cũng thờ rất là nhiều vị Bồ Tát. Nhìn từ trên cao bạn sẽ nhìn thấy ngôi chùa này rất đặc biệt. Cho tới giờ với mái ngói gần gũi với làng quê của Bắc Bộ, sẽ không giống như các ngôi chùa như hiện tại bê tông cốt thép. Cho đến hôm nay cũng chưa ai lý giải được bí ẩn
đằng sau hai nhục thân của hai vị thiền sư này. Những hiểu biết của mình cũng chỉ tới đây. Xin cảm ơn tất cả các anh chị em đã đồng hành cùng mình tới đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại một clip kế tiếp. Xin cảm ơn.